led loa và âm ly Pure. Đôi loa này thì cũng quay nhiều clip rồi. Đấy. Đôi loa này chưa mở ốc cũng như là lau chùi thì còn chưa lau kỹ đâu, mới chỉ lau sơ qua bụi vẫn còn. Loa có xước sát nha, không tránh khỏi vận chuyển với loa to. Như là đôi loa này thì tuyến loa là bao đẹp luôn, tuyến loa, mặt loa như là mặt sau nước sơn đây, kiểu màng loa nước sơn như là đẹp hết, zin nguyên bản không bông hóa, tiếng hay. Ghép với con âm ly Pure 8800 mắc đôi sò 18 sò than, đánh khỏe tiếng hay. Mắc là 410W, còn min là 150W với dòng này. Nguồn tụ siêu khủng luôn các con ạ. Nghe nhạc Boro, nhạc vàng hay. Đồng đều rất đẹp, còn đây là bẩn này. Chung là hàng về cửa hàng còn chả có thời gian mà lau chùi kỹ. Màng loa đẹp lắm, đồng đều. Đôi loa 8,5 triệu, còn đôi âm ly là 6 triệu, 14,5 triệu gồm có loa và âm ly. Còn đổi điện rồi dây dợ là phải mua nếu chưa có đổi điện.